thuật dụng ngôn. Người dịch: Nguyễn Thị Thanh, Nguyễn Đức Anh, Phan Vũ Tuấn Anh. Bản quyền tiếng Việt: Thái Hà Books. Nội dung chính: lấy cảm hứng từ Tứ Thư, bộ sách kinh điển trong kho tàng tri thức của nhân loại, tác giả Hòa Nhân cho ra đời bộ sách Tứ Thư Lãnh Đạo, cung cấp kiến thức về bốn yếu tố giường cột để tạo nên một nhà lãnh đạo xuất sắc. Bộ sách được chia thành 4 tập bao gồm thuật dụng ngôn, thuật lãnh đạo, thuật quản trị và thuật xử thế. Thuật dụng ngôn sẽ giúp bạn trở thành một người lãnh đạo có tài ăn nói, diễn thuyết, phản biện, từ đó thu phục được nhân tâm và làm nên việc lớn. Hội nghị tập hợp trí tuệ của mọi người. Lời phát biểu khai mạc hội nghị rất quan trọng. Khi phát biểu, người lãnh đạo phải tìm cách cuốn hút người nghe, chứ đừng để người nghe có cảm giác cưỡng ép, bắt buộc phải nghe. Bạn nên chuẩn bị trước một bài giới thiệu ở trong đầu hoặc ghi ra giấy, cần sắp xếp nội dung sẽ trình bày một cách khoa học. James Jamwar là diễn giả rất nổi tiếng ở Mỹ. Ông tự thừa nhận rằng lần đầu đứng trước đám đông nói chuyện, hai đầu gối của ông cũng run lên cầm cập. Cố Tổng thống Mỹ Abraham Lincoln mỗi khi bắt đầu bài diễn thuyết cũng đều cảm thấy có chút sợ sệt. Luật sư nổi tiếng William Henry Hardin, một người bạn của Lincoln nói, mỗi khi bắt đầu, ông ấy dường như đều không biết phải làm gì cả, rất khó khăn và chật vật. Những lúc như vậy, tôi rất thông cảm với Lincoln. Mỗi khi ông ấy bắt đầu lên tiếng, tiếng nói rất khó nghe, tư thái kỳ lạ, mặt mũi nhăn nhó, động tác cũng rất khó hiểu. May là những việc này chỉ diễn ra trong chốc lát. Một lúc sau, ông ấy trấn tĩnh lại, khi đó mới thật sự bắt đầu được. Là một người lãnh đạo, bạn cần phải nỗ lực nâng cao khả năng ăn nói của mình bằng những cách sau đây. Khi có nhiều nội dung phải trình bày, bạn cần sắp xếp rõ vấn đề nào là chính, vấn đề nào là phụ. Việc nắm vững những nội dung phát biểu rất quan trọng. Chỉ khi nắm được nội dung, bạn mới có thể có được cái nhìn tổng quát về vấn đề, từ đó phân tích và giải quyết vấn đề một cách xác đáng. Để bài phát biểu đạt hiệu quả tốt nhất, người phát biểu phải có giọng nói, tư thế sao cho có thể rút ngắn khoảng cách giữa người nói và người nghe, tăng thêm hứng thú cho người nghe. Khi gặp một ý kiến bất đồng, phải lắng nghe lý do. Khi không thể đưa ra những lập luận trái chiều hoặc bác bỏ vấn đề đó, thì không thể phủ định ngay ý kiến đó, mà cần một thái độ tích cực thương lượng để tìm ra một giải pháp thích hợp nhằm giải quyết vấn đề. Chúng ta vẫn thường nói việc phát biểu cần chú ý có chừng mực, thời lượng vừa phải. Người lãnh đạo mỗi khi phát biểu, cho dù là yêu cầu, phân công công việc hay phê bình người khác, đều phải chú ý ngữ điệu và thái độ của mình để tránh dẫn đến hiểu lầm, phản cảm cho người khác. Khi phê bình, cần phải chỉ ra tính quan trọng của vấn đề, phê bình một cách nghiêm túc, nhưng không nhất thiết phải cao giọng, to tiếng. Từ ngữ chua ngoa, thái độ thô bạo, thậm chí nói lời làm tổn thương người khác, châm biếm, chế giễu người khác, chắc chắn sẽ dẫn đến mâu thuẫn với đối phương, không thể giúp giải quyết vấn đề. Trong cuộc họp, mỗi khi thảo luận vấn đề, có thể nảy sinh những hiện tượng như nói ngoài chủ đề chính, có sự bất đồng về quan điểm hay tranh luận về những điều vô nghĩa. Người chủ trì cần biết đặt câu hỏi, dẫn dắt tích cực, biết cách phát hiện và đặt ra vấn đề từ những góc độ khác nhau. Việc thật tâm lắng nghe ý kiến của người khác là sự thể hiện của việc phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ của quần chúng, tôn trọng người khác. Nghe nhiều, tất sẽ hiểu. Người chủ trì nên tạo điều kiện cho mọi người phát biểu ý kiến, không được tự tiện ngắt lời người khác. Trong nghiên cứu thảo luận vấn đề, mỗi khi ý kiến của bạn không được mọi người đồng tình, người chủ trì nên dựa vào lý luận, đưa ra những luận điểm xác đáng để chứng minh cho quan điểm của mình. Cần thuyết phục người khác bằng sự thật, bằng chân lý, vận dụng những sự việc, số liệu có thể tin cậy. Bạn cần phải học cách tránh được việc xảy ra xung đột với người khác, không ép buộc người khác chấp nhận quan điểm của mình. Thuyết phục để mọi người thực lòng nghe theo bạn. Bất kỳ người nào cũng có giá trị tồn tại của họ. Con người có tâm lý muốn được thừa nhận và tin tưởng. Bởi vậy, khi thuyết phục người khác, cần phải chú ý đến việc thừa nhận giá trị của đối phương. Thừa nhận giá trị cũng như khen ngợi người khác là một việc làm cần thiết. Điều đó có sự khác biệt so với việc nịnh hót. Thường ngày, bạn nên chú ý tới những ưu điểm cũng như giá trị của người khác. Hơn nữa, hãy nhớ kỹ rằng, người giỏi khen ngợi cũng chính là người giỏi thuyết phục. Trong quá trình thuyết phục, sự xuất hiện lực cản là một chuyện rất bình thường. Mọi người không mua hàng của những nhân viên bán hàng, nguyên nhân quan trọng chính là họ không thích những người đó. Trong tình huống đối phương không thích bạn, bạn vẫn có thể xây dựng tình cảm thân thiết với họ.
bạn có thể thông qua một số phương thức phi ngôn ngữ để biểu đạt. Ngoài ra, phương pháp tốt nhất để đối phương tín nhiệm bạn chính là bản thân bạn phải có lời nói đi đôi với việc làm. Đối đãi với đối phương bằng lòng chân thành chính là phương pháp tốt để lấy được lòng tin. Trong quá trình nói chuyện, nhìn từ tâm lý của một người bình thường, những lời nói chướng tai thường khiến người khác cảm thấy phản cảm. Xuất phát từ hiệu quả, áp dụng cách thuyết phục thuận tai, đón ý sở thích của người khác, khiến đối phương chấp nhận lời khuyên mà không phải nghĩ ngợi gì, đó mới chính là thuật thuyết phục cao. Có một tổng biên tập nổi tiếng vì biệt tài mời những doanh nhân bận rộn viết bài cho tạp chí của mình. Đối với những lời khước từ như, bây giờ tôi rất bận, e rằng không giúp được, ông có cách ứng phó rất hữu hiệu. Đương nhiên tôi biết anh bận, nhưng chính vì anh là một người bận rộn nên tôi mới mời anh viết bài trên tạp chí của chúng tôi. Đối với những người không có việc gì để làm, tôi lại không dám mong đợi sẽ có những tác phẩm hay. Có một số người rất nhanh chóng chiếm được cảm tình của người khác, cho dù chỉ mới lần đầu gặp mặt. Lý do không phải vì họ có tài giao tiếp xuất chúng, mà nhiều khi cũng chỉ bởi họ biết cách dùng nụ cười để làm vui lòng người khác. Để thực sự khiến người khác cảm động, cách thuyết phục tốt nhất là mỉm cười với họ. Tục ngữ có câu, đôi mắt là cửa sổ tâm hồn. Chỉ cần trong khóe mắt lộ ra nụ cười vui vẻ, thì không những có thể loại bỏ những vật cản mà đối phương dựng lên, mà ngay cả trong lòng của đối phương cũng bị cảm hóa, từ đó sẽ xuất hiện tiếng nói chung. Đặc biệt nụ cười cởi mở sẽ khiến đối phương đồng cảm với bạn, giúp bạn nắm bắt được nội tâm của đối phương, từ đó có thể điều chỉnh quan hệ trước mắt, tạo cơ sở cho việc xây dựng mối quan hệ tin cậy, hữu nghị, nồng hậu sau này. Có những khi cách nói chuyện của người lãnh đạo làm cho nhân viên cấp dưới cảm thấy không hài lòng. Đây là một trong những nguyên nhân tạo ra sự mâu thuẫn giữa lãnh đạo và nhân viên. Vì vậy, người lãnh đạo cần hết sức chú ý điều này. Người lãnh đạo không nên chỉ nhìn vào tình hình công việc và thành tích đạt được của nhân viên cấp dưới, mà còn phải thấu hiểu những tâm tư, nguyện vọng của họ. Người lãnh đạo có thể rút ngắn khoảng cách giữa mình với nhân viên bằng cách thường xuyên khuyến khích, cổ vũ nhân viên tích cực làm việc. Mục đích thuyết phục nhân viên của người lãnh đạo là muốn làm cho nhân viên đó cùng đi theo con đường của mình. Nếu tự cho rằng chỉ cần có đủ lý lẽ là được thì vẫn chưa ổn. Còn cần phải nắm bắt được đặc điểm tâm lý của đối phương, làm cho đối phương can tâm tình nguyện nghe theo bạn. Việc đặt mình vào hoàn cảnh của đối phương chính là việc giúp đối phương phân tích tình hình, cân nhắc những điều thiệt hơn, được mất, giảng giải cái lợi và cái hại, làm cho người đó đồng tình với quan điểm, ý kiến của bạn. Người thuyết phục cần đặt mình vào vị trí của đối phương, suy nghĩ về lợi ích của người đó, thật tâm thay người ta tính toán, sau đó giải thích rõ ràng, như vậy mới dễ dàng thuyết phục được đối phương. Trong nhu có cương, nghĩa là bên ngoài mềm mỏng nhưng trong lòng cứng rắn. Nhu có nghĩa là khi nói chuyện thì ngữ khí, thái độ đều ôn hòa. Cương có nghĩa trong lòng phải giữ được sự cứng rắn. Sử dụng phương pháp trong nhu có cương này cần chú ý tránh trạng thái cực đoan của cả hai bên. Không được quá mềm dẻo làm đối phương cảm thấy bạn yếu thế, nhu nhược. Cũng không được hùng hổ, ham dọa làm đối phương thấy bạn như được đà lấn tới. Thái độ tốt nhất là không tự ti, cũng không kiêu ngạo, không vội vàng, không hấp tấp, chú đáo và lịch sự. Thuyết phục bằng phép phản chứng là không trực tiếp bác bỏ quan điểm sai lầm của đối phương, mà trước tiên hãy giả sử quan điểm đó là đúng, sau đó dùng cách phân tích, lập luận để đưa đến một kết luận mà đối phương không thể không thừa nhận là sai lầm. Trong cuốn sử ký Hoạt Kê Liệt Truyện, tuyển tập những câu chuyện cười có ghi lại câu chuyện như sau. Chu Trang Vương rất yêu quý một con ngựa, thường ngày cho nó mặc toàn lụa là gấm vóc, ăn đủ thứ cao lương mỹ vị. Kết quả con ngựa trở nên rất béo, cuối cùng bị chết. Chu Trang Vương vô cùng đau xót, định làm tang cho con ngựa. Triều thần khuyên can, Trang Vương đều không nghe, còn nổi giận. Ưu Mãnh biết chuyện, liền vào cung gặp Trang Vương nói, đây là con ngựa mà đại vương yêu quý nhất. Theo thần thì đại vương nên làm lễ tang cho con ngựa theo nghi thức dành cho quốc vương. Trang Vương liền nói, vậy nên làm thế nào? Ưu Mãnh đáp, nên cho ngựa vào quan tài chạm ngọc, quách làm bằng gỗ khắc, trưng dụng đất của dân, cho quân đào huyệt xây mộ cẩn thận. Khi đưa tang, xếp sứ giả nước Tề, nước Triệu đi trước, sứ giả nước Ngụy, nước Hàn đi hai bên phía sau. Cũng cần phải làm miếu thờ cho con ngựa, cho nhà nhà cúng lễ, dâng đồ tế. Bằng cách này, các nước chư hầu đều biết được rằng đại vương tuy coi con người không bằng cỏ rác,
nhưng lại vô cùng tôn quý con ngựa. Chàng vừa nghe xong chợt tỉnh ngộ, biết mình đã phạm phải sai lầm lớn, liền quyết định không làm đại tang cho con ngựa nữa. Làm phải có tình, nói phải có lý, đây là hai nguyên tắc cơ bản nhất khi thuyết phục người khác. Thuyết phục người khác bằng lý lẽ chính là dựa vào thực tế, nói những điều đúng đắn, làm người khác nhận ra tính chính xác trong những lời bạn nói, từ đó tiếp nhận ý kiến của bạn. Phải chú ý rằng, trong khi thuyết phục, cần phải nêu ra chính xác những điểm quan trọng. Nếu không, khi họ cảm thấy chán nản, thì bạn không thể giải quyết vấn đề được. Lời thuyết phục có lý cũng cần phải có tính thực tế, không được nói những câu vô nghĩa, sáo rỗng, khoác lác, phô trương. Cần phải có những luận điểm mang tính thực tế. Giao tiếp phải tự nhiên. Trong những hoàn cảnh khác nhau, con người cần phải biết cách sử dụng kính ngữ một cách thích hợp để thể hiện rõ mình là người có văn hóa, có giáo dục. Tuy nhiên, cũng không nên tùy tiện sử dụng kính ngữ. Nếu sử dụng kính ngữ không hợp lý, có thể khiến câu nói trở thành trò đùa, thậm chí là sự vô lễ đối với người khác. Nhân vô thập toàn, do vậy chúng ta ai cũng nên biết cách nói lời xin lỗi. Lời xin lỗi thật lòng không những có thể hàn gắn mối quan hệ bị sứt mẻ, mà còn giúp bồi đắp thêm tình cảm giữa con người với nhau. Cần ghi nhớ rằng, lời xin lỗi không phải là sự sỉ nhục, mà chính là biểu hiện của sự chân thành. Những nhân vật lớn, nổi tiếng, nhiều khi cũng phải nói lời xin lỗi. Khi cần xin lỗi, thì nên xin lỗi ngay. Càng chậm trễ, sẽ càng khó mở lời. Thậm chí đôi khi, bạn sẽ phải hối hận. Con người ai cũng có lòng tự trọng. Khi một người có yêu cầu đối với người khác, thì ít nhiều họ cũng có tâm lý bất an. Nếu ngay lập tức nói không được thì sẽ chạm đến lòng tự trọng của họ, khiến họ càng lo lắng, mất bình tĩnh. Trước hết, bạn cần bày tỏ sự quan tâm, đồng cảm với người nói, sau đó nói rõ về hoàn cảnh thực tại của bạn, lý do bạn không thể nhận lời. Bởi đã nói trước như vậy nên người nghe có thể đồng cảm với bạn, họ sẽ tin lý do bạn đưa ra, tin việc bạn từ chối là bất khả kháng. Từ chối là một việc không hề thoải mái. Từ chối một cách nhẹ nhàng là cách để giảm nhẹ căng thẳng giữa hai bên. Đặc biệt, khi lãnh đạo từ chối cấp dưới thì càng phải lấy thái độ thật lòng, giọng điệu quan tâm để đưa ra lý do từ chối. Như vậy mới khiến người khác tâm phục, khẩu phục. Trong một số trường hợp đặc biệt, việc nắm bắt thời điểm thích hợp để truyền tải suy nghĩ cũng có thể đạt được mục đích truyền đạt thông tin, bày tỏ cảm xúc. Khi nói chuyện với những người nổi tiếng, không nên có tâm lý sợ hãi, nhút nhát. Chỉ cần bạn thực lòng thể hiện suy nghĩ của mình thì có thể nói chuyện với bất kỳ ai. Tuy nhiên, bạn cũng cần chú ý rằng ngôn từ và thái độ của bạn phải đúng mực. Bạn không nhất thiết phải coi người đó cao siêu hơn mình. Chỉ cần đối xử với nhân vật này như một người bạn bình thường để cùng chia sẻ tình cảm, cảm xúc. Anh ta cũng giống như nhiều người khác, cũng có khi mệt mỏi, cũng có lúc bị tổn thương. Thậm chí anh ta có khi còn mềm yếu hơn bạn, hoặc nhút nhát như bạn vậy. Những người nổi tiếng thường có nhiều cống hiến hơn những người bình thường. Tuy nhiên, họ cũng có những sở thích cá nhân. Khi bạn dự định tìm hiểu hay trực tiếp đến gặp một người nổi tiếng, bạn nên chuẩn bị sẵn một vài nội dung để trò chuyện. Nếu đây là một người có địa vị, thì bạn nên hỏi ý kiến của một vài người có liên quan. Hài hước thêm gia vị cho cuộc trò chuyện của bạn. Sự hài hước trong cuộc sống có thể chỉ là ngẫu hứng, cũng có thể là phải suy nghĩ để tạo ra. Tuy nhiên, dù thế nào thì nó cũng là một hình thức quan trọng trong giao tiếp hàng ngày. Những lời nói dí dỏm, hài hước có thể phát huy được sự thông minh của cả hai bên trong quá trình giao tiếp. Một diễn viên già người Mỹ, tóc đã bạc trắng, khập khiễng với đôi nạng bước lên sân khấu. Nhìn thấy ông như vậy, ắt hẳn nhiều người sẽ không khỏi lo lắng. Do đó, người dẫn chương trình ngay khi mở đầu đã hỏi: "Ông có thường xuyên đi khám ở bệnh viện không?" "Có chứ, tôi vẫn đi thường xuyên." "Vì sao vậy?" "Vì nếu bệnh nhân không đi khám bệnh thì bác sĩ chết đói chứ sống làm sao được." Ngay lúc đó, khán giả đã dành một tràng pháo tay rất lớn cho ông. Người dẫn chương trình hỏi tiếp: "Ông có thường đi mua thuốc không?" "Có chứ, tôi rất hay đi mua thuốc vì ông chủ hiệu thuốc đáng được sống tiếp." Như vậy cả hội trường lại tiếp tục vỗ tay tán thưởng. "Ông có hay uống thuốc không?" "Không, tôi thường vứt thuốc đi bởi vì tôi cũng muốn sống tiếp." Trong không khí sôi nổi như vậy, khán giả sẽ không thể mệt mỏi hay buồn ngủ được. Còn người dẫn chương trình và cách pha trò dí dỏm của anh ta thì thật xuất sắc. Người lãnh đạo khi đàm phán, trao đổi muốn dùng hài hước để tạo không khí thì cần chú ý rằng
chỉ cần sơ suất sẽ khiến cho hài hước trở thành lời châm biếm đả kích. Để bồi dưỡng khiếu hài hước, bạn cần tăng cường kiến thức và cách biểu đạt khác nhau, vun đắp thêm tinh thần lạc quan và thái độ nhiệt tình, tin yêu trong cuộc sống, bồi dưỡng và nâng cao năng lực của bản thân, đặc biệt là việc nhìn nhận vấn đề dưới nhiều góc độ. Ngoài ra, cần chú ý góp nhặt những câu chuyện cười, những điều hài hước trong cuộc sống làm vốn riêng của mình. Sự hài hước không phải là thứ mà con người từ khi sinh ra đã có. Nó là sự kết tinh của trí thông minh, khả năng sáng tạo và độ nhạy cảm. Chúng ta ai cũng thích nghe những câu chuyện hài hước vì nó mang lại tiếng cười, tăng thêm sự sảng khoái cho cuộc sống. Tuy nhiên, kể chuyện cười không phải là cách giao tiếp thông thường, nó có những điều cấm kỵ riêng. Không lặp lại nhiều lần một trò hài hước. Kể chuyện cười không nên miễn cưỡng. Tránh nói những câu khẳng định trước khi kể chuyện. Ví dụ như, đây là một câu chuyện vô cùng thú vị, hài hước, chắc chắn mọi người sẽ cảm thấy buồn cười ngay. Không nên cười trước, không nên kể những câu chuyện châm biếm. Dùng cách nói hài hước để khen ngợi người khác chính là biết cách tạo niềm vui nhỏ trong niềm vui lớn. Nghe nói, Napoleon khi xem opera trong rạp và nhìn thấy nhạc sĩ nổi tiếng Rossini đang ngồi ở một ghế khác, liền yêu cầu người phục vụ mời ông ta đến. Rossini vội vàng đến bên ghế của Napoleon và quỳ xuống tạ lỗi. Thưa Đức Vua, thần không vận lễ phục đến gặp ngài, thần thật bất kính. Napoleon liền đáp lại bằng một câu nói khiến hết thảy mọi người đều kinh ngạc. Người bạn của tôi, giữa những ông vua với nhau, đâu có tồn tại lễ nghĩa. Cũng từ đó về sau mà Rossini được gọi là ông vua âm nhạc. Con người luôn có một phần tâm hồn vui vẻ, đó là một bài thuốc từ thuở lọt lòng có thể chữa được nhiều chứng bệnh tâm lý. Có rất nhiều hình thức hài hước như chào phúng, nói bóng nói gió, dâu ông nọ cắm cằm bà kia, chơi chữ. Nếu vận dụng đúng lúc sẽ có tác dụng kỳ diệu. Một vị diễn giả khi nói đến tác hại của việc uống rượu không kìm được liền hét lớn. Tôi nghĩ việc nên làm nhất là hãy đổ hết rượu xuống đáy đại dương. Có người nghe vậy liền nói, tôi đồng ý. Người diễn giả này càng kích động hơn. Vâng, rất hoan nghênh ông. Tôi nghĩ ông là một vị học giả rất giàu tinh thần hy sinh. Xin hỏi hiện nay ông đang làm gì? Tôi là thợ lặn biển. Đối thoại, để việc giao lưu trở nên thông suốt. Khi giao tiếp với mọi người, nếu bạn dám thừa nhận những khuyết điểm, những điều mình không biết, thì sẽ khiến cho đối phương có ấn tượng sâu sắc về bạn, tăng thêm sự tin tưởng đối với bạn. Đương nhiên, cũng không nên nói ra hết thảy những khuyết điểm của bản thân, vì như vậy sẽ không có hiệu quả tốt và sẽ làm xấu đi hình tượng của bạn. Muốn cải thiện được hình ảnh của mình, đầu tiên bạn cần nhìn nhận đúng đắn về bản thân, nghiêm túc đánh giá và nỗ lực tìm các biện pháp để cải thiện, đồng thời cần biết xin những lời khuyên thích hợp. Ấn tượng đầu tiên luôn là những gì tươi mới và sâu sắc nhất, nên ấn tượng đó tốt hay xấu sẽ liên quan trực tiếp và chi phối đến quá trình giao tiếp. Muốn đối phương có được những ấn tượng đầu tiên tốt đẹp thì cần chú ý đến diện mạo và cử chỉ của mình khi giao tiếp. Trong giao tiếp, cử chỉ lịch sự, nho nhã sẽ có tác dụng thúc đẩy cuộc chuyện trò. Nếu cử chỉ không phù hợp, thiếu văn hóa sẽ ảnh hưởng đến việc tạo dựng hình tượng bản thân, đồng thời cũng khiến cho đối phương trở nên không vui, gây bất lợi cho cuộc giao tiếp. Trong lần giao tiếp với ai đó, trước tiên cần chú ý cử chỉ cần tự nhiên, thoải mái. Vẻ tự nhiên chính là biểu hiện của sự tự tin trong con người bạn. Hành động tự nhiên, động tác thoải mái sẽ khiến cho đối phương có ấn tượng về sự thẳng thắn, lạc quan, vui vẻ và có cảm giác muốn được tiếp tục trò chuyện cùng bạn. Muốn đối phương cảm thấy bạn là người quan trọng, bạn có thể áp dụng 4 cách sau. Thứ nhất là một người biết lắng nghe. Thái độ toàn tâm lắng nghe người khác nói chuyện chính là cách thể hiện rõ ràng bạn đang dành sự ngợi khen ở họ. Đây là cách khen ngợi ngầm khiến đối phương cảm thấy mình rất quan trọng. Thứ hai, hãy nói về những vấn đề mà đối phương có cảm hứng. Đối với những người lãnh đạo, chủ đề tốt nhất là nhắc đến những thành tích của họ. Đối với thanh niên thì có thể nói đến việc lập nghiệp. Thứ ba, hãy thể hiện sự nhiệt tình đối với mọi người. Ví dụ, mỗi lần lãnh đạo gặp mặt chúng ta đều rất nhiệt tình trò chuyện. Điều này khiến chúng ta có cảm giác lãnh đạo rất coi trọng mình. Thứ tư, hãy thể hiện sự quan tâm chân thành đối với người khác. Khi thăm hỏi, hãy thể hiện rõ sự quan tâm, an ủi. Đó chính là minh chứng rõ ràng cho việc đối phương có một vị trí nhất định trong bạn. Người lãnh đạo trước khi gặp mặt người khác nên tìm một chủ đề nói chuyện phù hợp từ trước để cuộc trò chuyện diễn ra thuận lợi.
Khi đọc báo và xem được một mẩu chuyện hay và hấp dẫn, bạn nên cố gắng ghi nhớ nó. Chính từ những vốn liếng thu nhặt mỗi ngày như vậy, bạn có thể tạo nên kho chủ đề trò chuyện của riêng mình. Thậm chí, bạn còn có thể ghi chép lại chúng. Nếu bạn liên tục duy trì biện pháp này, thì chắc chắn rằng bạn sẽ không bao giờ hết chuyện để nói với mọi người. Khi nói chuyện với người khác mà bạn cảm thấy bất an, thì có đến 50% nguyên nhân là do bạn tự ti. Nếu trước khi gặp mặt một ai đó, bạn tìm ra điểm ưu thế của mình so với họ, từ đó tự tạo cảm giác tự tin đối với bản thân, thì cảm giác bất an cũng sẽ biến mất. Khi nói chuyện với người khác, sẽ có lúc bạn cảm thấy rất căng thẳng. Nếu thành thật nói ra sự căng thẳng đó, thì bạn có thể nhanh chóng xóa đi chúng, đồng thời còn có thể thu hẹp khoảng cách giữa hai phía, có được sự thấu hiểu từ phía người kia. Người xưa có câu, thà nghe lời nói thật, còn hơn nghe một lời nói dối ngọt ngào. Khi biểu dương khen người ai đó, cần phải dựa trên thành tích họ đạt được trên thực tế, không thể từ không nói có, cường điệu quá mức, nếu không sẽ bị đánh giá là kẻ ba hoa để lấy lòng hoặc bị hiểu nhầm thành ý đồ khác. Mỗi từ ngữ và cách nói đều phục vụ cho một mục đích nhất định. Cần chú ý đến sự chừng mực của lời nói, mức độ của ngôn từ bạn sử dụng. Khi nắm được tâm lý đối phương, biết được những điều mà đối phương muốn nghe, thì bạn cần xuất phát từ góc độ lợi ích của đối phương để tiến hành trò chuyện, trao đổi. Một cuộc giao tiếp thành công nên như sau: nói ít về bản thân mình, đề cập nhiều đến vấn đề đối phương quan tâm. Như vậy thì lời nói mới hợp ý. Khi giao tiếp, nếu bạn biết điều khiển tình cảm của đối phương, khiến đối phương có những cảm xúc tích cực về bạn, thì chắc họ sẽ không ngại ngần đón nhận lời khen từ phía bạn. Trong giao tiếp, có những khi chúng ta không tiện nói thẳng mà cần dùng những lời nói uyển chuyển, kín đáo để né tránh, vừa thể hiện được ý kiến của mình, vừa tránh được những hoàn cảnh khó xử. Trong một vài trường hợp, những người nhận hối lộ sở dĩ nhận hối lộ một cách bất đắc dĩ là vì lúc đầu họ ngại từ chối, dần dần thì không thể nói không được nữa. Cách tốt nhất là dùng cách nói hài hước để đạt được mục đích từ chối của mình. Với cách này, bạn sẽ giữ được thể diện cho đối phương và không làm ảnh hưởng đến quan hệ giữa đôi bên. Còn một biện pháp nữa là dùng lời nói trực tiếp, thẳng thắn để nói không. Từ cổ chí kim, câu chuyện về những người nói không với những kẻ hối lộ đã trở thành tấm gương để mọi người cùng soi. Diễn thuyết thể hiện phong độ chỗ đông người. Một nhà diễn thuyết nổi tiếng đã tóm gọn quá trình diễn thuyết thành 3 câu như sau. Hãy đứng dậy, hãy nói chuyện, hãy dừng lại. Hãy đứng dậy, yêu cầu mỗi người khi diễn thuyết đều phải đứng trên bục diễn thuyết với thần thái uy nghiêm, tràn đầy tự tin, không được nhút nhát, rụt rè, tay chân luống cuống, đi lại mất tự nhiên. Khi bạn đang diễn thuyết, nhất định phải rót vào tai người nghe từng câu, từng chữ một cách rõ ràng. Chỉ có như vậy thì mới có thể lôi kéo được sự chú ý của người nghe. Một người diễn thuyết sẽ thất bại nếu không biết nên kết thúc buổi trò chuyện của mình khi nào và như thế nào. Hãy chọn một kết thúc ấn tượng và kết thúc khi người nghe vẫn còn đang hứng thú với những gì bạn nói. Chỉ có những người diễn thuyết đã có sự chuẩn bị thì mới có thể cảm thấy tự tin. Thử nghĩ xem, một người ra chiến trường, nếu như anh ta đem theo một loại vũ khí có chút trục trặc, không hề có chút đạn dược nào, thì anh ta lấy gì để tấn công kẻ địch đây? Sự chuẩn bị kỹ càng không đồng nghĩa với việc phải học thuộc lòng hết từng từ một trong nội dung của bài diễn thuyết. Vì việc viết ra bài phát biểu và sau đó học thuộc lòng không những lãng phí thời gian, công sức mà còn dễ dàng dẫn đến thất bại. Hãy lấy những chủ đề mà bạn sẽ phát biểu để nói chuyện như thường ngày với bạn bè hoặc đồng nghiệp. Bạn không cần thiết phải truyền tải hết nội dung mà chỉ cần nói những câu sau ở trên bàn ăn bữa trưa. Tiểu Lý, anh có biết là có một hôm tôi đã gặp phải một chuyện không được bình thường hay không? Nói cho anh biết nhé. Hãy tỉ mỉ quan sát phản ứng của anh ấy và nghe những phản hồi của anh ta. Anh ta sẽ không thể biết là bạn đang nói thử. Về bản chất, nghệ thuật diễn thuyết là nghệ thuật trình diễn những am hiểu sâu sắc của mình. Chỉ khi có cất giấu tài năng trong người thì người nói mới có thể nói ra những lời nói văn chương đẹp đẽ. Muốn bài diễn thuyết của mình có sức hấp dẫn, có thể khiến cho người nghe cảm động, đạt được hiệu quả tốt, thì trước khi diễn thuyết, cần phải có sự chuẩn bị tốt về tâm lý. Sự chuẩn bị tâm lý lại được quyết định bởi việc nuôi dưỡng những tố chất tâm lý, việc chuẩn bị về tài liệu, việc lựa chọn chủ đề và phương thức diễn thuyết, thậm chí là việc luyện tập diễn thuyết nữa. Trong đó, sự nuôi dưỡng tố chất tâm lý cần phải được tiến hành thường xuyên và kiên trì.
muốn có một bài diễn thuyết thành công thì cần phải bắt đầu bằng sự tự tin không ngại ngần. Nếu như trước khi diễn thuyết mà không có lòng tự tin thì hiệu quả của việc diễn thuyết chắc chắn sẽ không được mỹ mãn. Những người nổi tiếng hàng đầu khi mới học diễn thuyết cũng lóng ngà lóng ngóng, hiểu được những điều đó chắc chắn sẽ có lợi cho việc bạn khắc phục tâm lý ngại ngùng, sợ hãi. Khi diễn thuyết, cần phải mạnh dạn, thần thái phải tự nhiên, tư duy nhanh nhạy, thoải mái ung dung, kiềm chế và chi phối chính mình để kỹ năng diễn thuyết được phát huy hoàn toàn. Trong binh pháp có nói, tâm chiến đi trước, binh chiến theo sau, nghĩa là tấn công tâm lý thì mới là thượng sách đúng đắn. Lincoln từng nói, cho dù mọi người có thù hằn gì tôi, chỉ cần họ cho tôi một cơ hội để nói chuyện, thì tôi sẽ có thể thuyết phục được họ. Sở dĩ ông nói như vậy là bởi ông có thể khéo léo vận dụng thuật tấn công tâm lý trước, khiến cho khoảng cách tâm lý giữa người khác và mình được nối gần lại, giúp thay đổi từ cảm giác thù hằn sang cảm nhận tốt. Ông đã dùng thứ ngôn ngữ giản dị và rất giàu tình cảm để đánh bại đối thủ của mình. Những người dám tự tin nói chuyện trước công chúng trong khi chưa hề có một chút chuẩn bị nào thường nhận được sự hoan nghênh rất lớn từ phía mọi người. Trước tiên, bạn phải nâng cao trình độ chuyên môn cũng như hiểu biết xã hội của mình để khi nhận lời diễn thuyết thì lập tức có thể bàn luận về chủ đề của hội nghị và do đó mà thu hút sự chú ý của người nghe. Thứ hai, bạn phải có năng lực chuẩn bị hơn người. Có như vậy thì khi bắt đầu bài ứng khẩu, bạn mới có thể điều chỉnh hứng thú cũng như cảm xúc của người nghe. Thứ ba, bạn phải có khả năng vừa nói lại vừa có thể suy nghĩ về chủ đề sau đó. Nếu như vậy, cùng lúc khi bạn đang diễn thuyết, đã có thể chuẩn bị cho việc diễn thuyết tiếp tục ở phía sau. Thứ tư, bạn cần phải có trí nhớ cực kỳ tốt, đồng thời còn phải hiểu biết tinh thông kiến thức ở nhiều mảng khác nhau. Hay có thể nói là không những bạn cần phải chuẩn bị một vốn từ vựng phong phú, ngôn ngữ lưu loát, mà quan trọng hơn đó là bạn cần phải không ngừng học hỏi những kiến thức văn hóa, không ngừng nâng cao tố chất tổng hợp của bản thân mình và tràn đầy tự tin đối với cuộc sống. Lắng nghe, muốn nói giỏi, trước tiên phải lắng nghe. Tục ngữ có câu, giỏi làm người nói thì sẽ giỏi làm người nghe. Đối với những người hiểu chúng ta, nghiêm túc nghe chúng ta nói, chúng ta thường sẽ giữ trong lòng một tình cảm tốt. Do vậy, nếu như bạn muốn người khác có tình cảm tốt với mình, thì nên nghiêm túc lắng nghe họ nói chuyện. Như vậy, người ta sẽ thấy rằng bạn là người hiểu biết, từ đó sẽ có cảm tình và tin tưởng bạn hơn. Nếu như bạn hy vọng mình có thể trở thành một người giỏi ăn nói, thì trước tiên hãy là một người biết lắng nghe. Muốn làm cho người khác cảm thấy thích bạn, thì đầu tiên hãy làm cho người ta cảm thấy hứng thú. Hãy hỏi anh ta những vấn đề mà anh ta thích trả lời, khuyến khích anh ta nói về bản thân mình và những thành tựu của chính anh ấy. Nghe người ta nói cũng đồng nghĩa với việc làm cho người ta vui. Việc chăm chú nghe một người nói chuyện cũng giống như bạn đang ra hiệu với anh ta rằng câu chuyện của bạn rất có giá trị, bạn là một người rất đáng để kết giao. Bạn hãy nhìn vào đối phương lúc họ đang nói chuyện chính là cách biểu thị sự hứng thú thật lòng của bạn đối với câu chuyện của anh ta. Khi câu chuyện của anh ta đang kể rất buồn cười, bạn đừng bao giờ ngần ngại mà hãy mặc sức cười. Khi bạn tán thành ý kiến của anh ta thì đừng quên gật đầu nhẹ. Tóm lại, bạn phải thể hiện được bạn đang quan tâm đến những lời anh ta nói. Việc chú ý lắng nghe ở đây không chỉ là việc dùng tai để nghe mà còn phải dùng toàn bộ cơ thể để lắng nghe người nói. Không chỉ tiếp nhận âm thanh của lời nói mà còn phải lý giải ý nghĩa của câu chuyện. Sau khi áp dụng thái độ chú ý lắng nghe, người nghe còn phải tiến hành lý giải một cách linh hoạt nội dung câu chuyện mà người nói đến. Hãy lắng nghe, nhưng không phải là dùng đôi tai mà dùng chính trái tim của mình. Nếu như tâm không nghe thấy thì cả đôi tai cũng chỉ ngập tràn tiếng ồn. Hãy giống như một thám tử tài ba, giỏi suy đoán, phân tích tất cả những lời nói của đối phương. Hãy phán đoán xem điều anh ta thật sự muốn nói là gì. Nói tóm lại, mỗi chúng ta đều nên học tập phương pháp thăm dò người khác qua lời nói sắc mặt trong khi lắng nghe, cố gắng hết sức để thu thập và lợi dụng những thông tin không phải ngôn ngữ thông thường này. Những điều này sẽ giúp chúng ta trong việc phân tích và đưa ra quyết sách trong cuộc đàm phán. Thanh Xuân tóm tắt, người đọc Kim Thoa.
sứ giả nước Ngụy, nước Hàn đi hai bên phía sau. Cũng cần phải làm miếu thờ cho con ngựa, cho nhà nhà cúng lễ, dâng đồ tế. Bằng cách này, các nước chư hầu đều biết được rằng đại vương tuy coi con người không bằng cỏ rác, nhưng lại vô cùng tôn quý con ngựa. Chàng vương nghe xong chợt tỉnh ngộ, biết mình đã phạm phải sai lầm lớn, liền quyết định không làm đại tang cho con ngựa nữa. Làm phải có tình, nói phải có lý. Đây là hai nguyên tắc cơ bản nhất khi thuyết phục người khác. Thuyết phục người khác bằng lý lẽ chính là dựa vào thực tế. Nói những điều đúng đắn, làm người khác nhận ra tính chính xác trong những lời bạn nói, từ đó tiếp nhận ý kiến của bạn. Phải chú ý rằng, trong khi thuyết phục, cần phải nêu ra chính xác những điểm quan trọng. Nếu không, khi họ cảm thấy chán nản, thì bạn không thể giải quyết vấn đề được. Lời thuyết phục có lý cũng cần phải có tính thực tế. Không được nói những câu vô nghĩa, sáo rỗng, khoác lác, phô trương. Cần phải có những luận điểm mang tính thực tế. Giao tiếp phải tự nhiên. Trong những hoàn cảnh khác nhau, con người cần phải biết cách sử dụng kính ngữ một cách thích hợp để thể hiện rõ mình là người có văn hóa, có giáo dục. Tuy nhiên, cũng không nên tùy tiện sử dụng kính ngữ. Nếu sử dụng kính ngữ không hợp lý, có thể khiến câu nói trở thành trò đùa, thậm chí là sự vô lễ đối với người khác. Nhân vô thập toàn, do vậy chúng ta ai cũng nên biết cách nói lời xin lỗi. Lời xin lỗi thật lòng không những có thể hàn gắn mối quan hệ bị sứt mẻ, mà còn giúp bồi đắp thêm tình cảm giữa con người với nhau. Cần ghi nhớ rằng, lời xin lỗi không phải là sự sỉ nhục, mà chính là biểu hiện của sự chân thành. Những nhân vật lớn, nổi tiếng nhiều khi cũng phải nói lời xin lỗi. Khi cần xin lỗi thì nên xin lỗi ngay, càng chậm trễ sẽ càng khó mở lời, thậm chí đôi khi bạn sẽ phải hối hận. Con người ai cũng có lòng tự trọng. Khi một người có yêu cầu đối với người khác thì ít nhiều họ cũng có tâm lý bất an. Nếu ngay lập tức nói không được thì sẽ chạm đến lòng tự trọng của họ, khiến họ càng lo lắng, mất bình tĩnh. Trước hết, bạn cần bày tỏ sự quan tâm, đồng cảm với người nói. Sau đó nói rõ về hoàn cảnh thực tại của bạn, lý do bạn không thể nhận lời. Bởi đã nói trước như vậy nên người nghe có thể đồng cảm với bạn. Họ sẽ tin lý do bạn đưa ra, tin việc bạn từ chối là bất khả kháng. Từ chối là một việc không hề thoải mái. Từ chối một cách nhẹ nhàng là cách để giảm nhẹ căng thẳng giữa hai bên. Đặc biệt khi lãnh đạo từ chối cấp dưới thì càng phải lấy thái độ thật lòng, giọng điệu quan tâm để đưa ra lý do từ chối. Như vậy mới khiến người khác tâm phục, khẩu phục. Trong một số trường hợp đặc biệt, việc nắm bắt thời điểm thích hợp để truyền tải suy nghĩ cũng có thể đạt được mục đích truyền đạt thông tin, bày tỏ cảm xúc. Khi nói chuyện với những người nổi tiếng, không nên có tâm lý sợ hãi, nhút nhát. Chỉ cần bạn thực lòng thể hiện suy nghĩ của mình thì có thể nói chuyện với bất kỳ ai. Tuy nhiên, bạn cũng cần chú ý rằng ngôn từ và thái độ của bạn phải đúng mực. Bạn không nhất thiết phải coi người đó cao siêu hơn mình, chỉ cần đối xử với nhân vật này như một người bạn bình thường để cùng chia sẻ tình cảm, cảm xúc. Anh ta cũng giống như nhiều người khác, cũng có khi mệt mỏi, cũng có lúc bị tổn thương. Thậm chí anh ta có khi còn mềm yếu hơn bạn hoặc nhút nhát như bạn vậy. Những người nổi tiếng thường có nhiều cống hiến hơn những người bình thường, tuy nhiên họ cũng có những sở thích cá nhân. Khi bạn dự định tìm hiểu hay trực tiếp đến gặp một người nổi tiếng, bạn nên chuẩn bị sẵn một vài nội dung để trò chuyện. Nếu đây là một người có địa vị, thì bạn nên hỏi ý kiến của một vài người có liên quan. Hài hước thêm gia vị cho cuộc trò chuyện của bạn. Sự hài hước trong cuộc sống có thể chỉ là ngẫu hứng, cũng có thể là phải suy nghĩ để tạo ra. Tuy nhiên, dù thế nào thì nó cũng là một hình thức quan trọng trong giao tiếp hàng ngày. Những lời nói dí dỏm, hài hước có thể phát huy được sự thông minh của cả hai bên trong quá trình giao tiếp. Một diễn viên già người Mỹ, tóc đã bạc trắng, khập khiễng với đôi nạng bước lên sân khấu. Nhìn thấy ông như vậy, ắt hẳn nhiều người sẽ không khỏi lo lắng. Do đó, người dẫn chương trình ngay khi mở đầu đã hỏi: "Ông có thường xuyên đi khám ở bệnh viện không?" "Có chứ, tôi vẫn đi thường xuyên." "Vì sao vậy?" "Vì nếu bệnh nhân không đi khám bệnh thì bác sĩ chết đói chứ sống làm sao được." Ngay lúc đó, khán giả đã dành một tràng pháo tay rất lớn cho ông. Người dẫn chương trình hỏi tiếp: "Ông có thường đi mua thuốc không?" "Có chứ, tôi rất hay đi mua thuốc vì ông chủ hiệu thuốc đáng được sống tiếp." Như vậy cả hội trường lại tiếp tục vỗ tay tán thưởng. Ông có đối với mọi người, ví dụ mỗi lần lãnh đạo gặp mặt chúng ta đều rất nhiệt tình trò chuyện,
Điều này khiến chúng ta có cảm giác lãnh đạo rất coi trọng mình. Thứ tư, hãy thể hiện sự quan tâm chân thành đối với người khác. Khi thăm hỏi, hãy thể hiện rõ sự quan tâm, an ủi. Đó chính là minh chứng rõ ràng cho việc đối phương có một vị trí nhất định trong bạn. Người lãnh đạo trước khi gặp mặt người khác nên tìm một chủ đề nói chuyện phù hợp từ trước để cuộc trò chuyện diễn ra thuận lợi. Khi đọc báo và xem được một mẩu chuyện hay và hấp dẫn, bạn nên cố gắng ghi nhớ nó. Chính từ những vốn liếng thu nhặt mỗi ngày như vậy, bạn có thể tạo nên kho chủ đề trò chuyện của riêng mình. Thậm chí, bạn còn có thể ghi chép lại chúng. Nếu bạn liên tục duy trì biện pháp này, thì chắc chắn rằng bạn sẽ không bao giờ hết chuyện để nói với mọi người. Khi nói chuyện với người khác mà bạn cảm thấy bất an, thì có đến 50% nguyên nhân là do bạn tự ti. Nếu trước khi gặp mặt một ai đó, bạn tìm ra điểm ưu thế của mình so với họ, từ đó tự tạo cảm giác tự tin đối với bản thân, thì cảm giác bất an cũng sẽ biến mất. Khi nói chuyện với người khác, sẽ có lúc bạn cảm thấy rất căng thẳng. Nếu thành thật nói ra sự căng thẳng đó, thì bạn có thể nhanh chóng xóa đi chúng, đồng thời còn có thể thu hẹp khoảng cách giữa hai phía, có được sự thấu hiểu từ phía người kia. Người xưa có câu, thà nghe lời nói thật, còn hơn nghe một lời nói dối ngọt ngào. Khi biểu dương khen ngợi ai đó, cần phải dựa trên thành tích họ đạt được trên thực tế, không thể từ không nói có, cường điệu quá mức, nếu không sẽ bị đánh giá là kẻ ba hoa để lấy lòng hoặc bị hiểu nhầm thành ý đồ khác. Mỗi từ ngữ và cách nói đều phục vụ cho một mục đích nhất định. Cần chú ý đến sự chừng mực của lời nói, mức độ của ngôn từ bạn sử dụng. Khi nắm được tâm lý đối phương, biết được những điều mà đối phương muốn nghe, thì bạn cần xuất phát từ góc độ lợi ích của đối phương để tiến hành trò chuyện, trao đổi. Một cuộc giao tiếp thành công nên như sau: nói ít về bản thân mình, đề cập nhiều đến vấn đề đối phương quan tâm. Như vậy thì lời nói mới hợp ý. Khi giao tiếp, nếu bạn biết điều khiển tình cảm của đối phương, khiến đối phương có những cảm xúc tích cực về bạn, thì chắc họ sẽ không ngại ngần đón nhận lời khen từ phía bạn. Trong giao tiếp, có những khi chúng ta không tiện nói thẳng mà cần dùng những lời nói uyển chuyển, kín đáo để né tránh, vừa thể hiện được ý kiến của mình, vừa tránh được những hoàn cảnh khó xử. Trong một vài trường hợp, những người nhận hối lộ sở dĩ nhận hối lộ một cách bất đắc dĩ là vì lúc đầu họ ngại từ chối, dần dần thì không thể nói không được nữa. Cách tốt nhất là dùng cách nói hài hước để đạt được mục đích từ chối của mình. Với cách này, bạn sẽ giữ được thể diện cho đối phương và không làm ảnh hưởng đến quan hệ giữa đôi bên. Còn một biện pháp nữa là dùng lời nói trực tiếp, thẳng thắn để nói không. Từ cổ chí kim, câu chuyện về những người nói không với những kẻ hối lộ đã trở thành tấm gương để mọi người cùng soi. Diễn thuyết thể hiện phong độ chỗ đông người. Một nhà diễn thuyết nổi tiếng đã tóm gọn quá trình diễn thuyết thành 3 câu như sau. Hãy đứng dậy, hãy nói chuyện, hãy dừng lại. Hãy đứng dậy, yêu cầu mỗi người khi diễn thuyết đều phải đứng trên bục diễn thuyết với thần thái uy nghiêm, tràn đầy tự tin, không được nhút nhát, rụt rè, tay chân luống cuống, đi lại mất tự nhiên. Khi bạn đang diễn thuyết, nhất định phải rót vào tai người nghe từng câu, từng chữ một cách rõ ràng. Chỉ có như vậy thì mới có thể lôi kéo được sự chú ý của người nghe. Một người diễn thuyết sẽ thất bại nếu không biết nên kết thúc buổi trò chuyện của mình khi nào và như thế nào. Hãy chọn một kết thúc ấn tượng và kết thúc khi người nghe vẫn còn đang hứng thú với những gì bạn nói. Chỉ có những người diễn thuyết đã có sự chuẩn bị thì mới có thể cảm thấy tự tin. Thử nghĩ xem, một người ra chiến trường, nếu như anh ta đem theo một loại vũ khí có chút trục trặc, không hề có chút đạn dược nào, thì anh ta lấy gì để tấn công kẻ địch đây? Sự chuẩn bị kỹ càng không đồng nghĩa với việc phải học thuộc lòng hết từng từ một trong nội dung của bài diễn thuyết. Vì việc viết ra bài phát biểu và sau đó học thuộc lòng không những lãng phí thời gian, công sức mà còn dễ dàng dẫn đến thất bại. Hãy lấy những chủ đề mà bạn sẽ phát biểu để nói chuyện như thường ngày với bạn bè hoặc đồng nghiệp. Bạn không cần thiết phải truyền tải hết nội dung mà chỉ cần nói những câu sau ở trên bàn ăn bữa trưa. Tiểu Lý, anh có biết là có một hôm tôi đã gặp phải một chuyện không được bình thường hay không? Nói cho anh biết nhé. Hãy tỉ mỉ quan sát phản ứng của anh ấy và nghe những phản hồi của anh ta. Anh ta sẽ không thể biết là bạn đang nói thử. Thuật dụng ngôn. Người dịch: Nguyễn Thị Thanh, Nguyễn Đức Anh, Phan Vũ Tuấn Anh. Bản quyền tiếng Việt: Thái Hà Books. Nội dung chính: lấy cảm hứng từ Tứ Thư,
bộ sách kinh điển trong kho tàng tri thức của nhân loại, tác giả Hòa Nhân cho ra đời bộ sách Tứ Thư Lãnh Đạo, cung cấp kiến thức về bốn yếu tố giường cột để tạo nên một nhà lãnh đạo xuất sắc. Bộ sách được chia thành 4 tập bao gồm thuật dụng ngôn, thuật lãnh đạo, thuật quản trị và thuật xử thế. Thuật dụng ngôn sẽ giúp bạn trở thành một người lãnh đạo có tài ăn nói, diễn thuyết, phản biện, từ đó thu phục được nhân tâm và làm nên việc lớn. Hội nghị tập hợp trí tuệ của mọi người. Lời phát biểu khai mạc hội nghị rất quan trọng. Khi phát biểu, người lãnh đạo phải tìm cách cuốn hút người nghe, chứ đừng để người nghe có cảm giác gượng ép, bắt buộc phải nghe. Bạn nên chuẩn bị trước một bài giới thiệu ở trong đầu hoặc ghi ra giấy. Cần sắp xếp nội dung sẽ trình bày một cách khoa học. James Jamwar là diễn giả rất nổi tiếng ở Mỹ. Ông tự thừa nhận rằng lần đầu đứng trước đám đông nói chuyện, hai đầu gối của ông cũng run lên cầm cập. Cố Tổng thống Mỹ Abraham Lincoln mỗi khi bắt đầu bài diễn thuyết cũng đều cảm thấy có chút sợ sệt. Luật sư nổi tiếng William Henry Hardin, một người bạn của Lincoln nói, mỗi khi bắt đầu, ông ấy dường như đều không biết phải làm gì cả, rất khó khăn và chật vật. Những lúc như vậy, tôi rất thông cảm với Lincoln. Mỗi khi ông ấy bắt đầu lên tiếng, tiếng nói rất khó nghe, từ thái kỳ lạ, mặt mũi nhăn nhó, động tác cũng rất khó hiểu. May là những việc này chỉ diễn ra trong chốc lát. Một lúc sau, ông ấy trấn tĩnh lại, khi đó mới thật sự bắt đầu được. Là một người lãnh đạo, bạn cần phải nỗ lực nâng cao khả năng ăn nói của mình bằng những cách sau đây. Khi có nhiều nội dung phải trình bày, bạn cần sắp xếp rõ vấn đề nào là chính, vấn đề nào là phụ. Việc nắm vững những nội dung phát biểu rất quan trọng. Chỉ khi nắm được nội dung, bạn mới có thể có được cái nhìn tổng quát về vấn đề, từ đó phân tích và giải quyết vấn đề một cách xác đáng. Để bài phát biểu đạt hiệu quả tốt nhất, người phát biểu phải có giọng nói, tư thế sao cho có thể rút ngắn khoảng cách giữa người nói và người nghe, tăng thêm hứng thú cho người nghe. Khi gặp một ý kiến bất đồng, phải lắng nghe lý do. Khi không thể đưa ra những lập luận trái chiều hoặc bác bỏ vấn đề đó, thì không thể phủ định ngay ý kiến đó, mà cần một thái độ tích cực thương lượng để tìm ra một giải pháp thích hợp nhằm giải quyết vấn đề. Chúng ta vẫn thường nói việc phát biểu cần chú ý có chừng mực, thời lượng vừa phải. Người lãnh đạo mỗi khi phát biểu, cho dù là yêu cầu, phân công công việc hay phê bình người khác, đều phải chú ý ngữ điệu và thái độ của mình để tránh dẫn đến hiểu lầm, phản cảm cho người khác. Khi phê bình, cần phải chỉ ra tính quan trọng của vấn đề, phê bình một cách nghiêm túc nhưng không nhất thiết phải cao giọng, to tiếng. Từ ngữ chua ngoa, thái độ thô bạo, thậm chí nói lời làm tổn thương người khác, châm biếm, chế giễu người khác chắc chắn sẽ dẫn đến mâu thuẫn với đối phương, không thể giúp giải quyết vấn đề. Trong cuộc họp, mỗi khi thảo luận vấn đề, có thể nảy sinh những hiện tượng như nói ngoài chủ đề chính, có sự bất đồng về quan điểm hay tranh luận về những điều vô nghĩa. Người chủ trì cần biết đặt câu hỏi, dẫn dắt tích cực, biết cách phát hiện và đặt ra vấn đề từ những góc độ khác nhau. Việc thật tâm lắng nghe ý kiến của người khác là sự thể hiện của việc phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ của quần chúng, tôn trọng người khác. Nghe nhiều, tất sẽ hiểu. Người chủ trì nên tạo điều kiện cho mọi người phát biểu ý kiến, không được tự tiện ngắt lời người khác. Trong nghiên cứu thảo luận vấn đề, mỗi khi ý kiến của bạn không được mọi người đồng tình, người chủ trì nên dựa vào lý luận, đưa ra những luận điểm xác đáng để chứng minh cho quan điểm của mình. Cần thuyết phục người khác bằng sự thật, bằng chân lý, vận dụng những sự việc, số liệu có thể tin cậy. Bạn cần phải học cách tránh được việc xảy ra xung đột với người khác, không ép buộc người khác chấp nhận quan điểm của mình. Thuyết phục để mọi người thực lòng nghe theo bạn. Bất kỳ người nào cũng có giá trị tồn tại của họ. Con người có tâm lý muốn được thừa nhận và tin tưởng. Bởi vậy, khi thuyết phục người khác, cần phải chú ý đến việc thừa nhận giá trị của đối phương. Thừa nhận giá trị cũng như khen ngợi người khác là một việc làm cần thiết. Điều đó có sự khác biệt so với việc nịnh hót. Thường ngày, bạn nên chú ý tới những ưu điểm cũng như giá trị của người khác. Hơn nữa, hãy nhớ kỹ rằng, người giỏi khen ngợi cũng chính là người giỏi thuyết phục. Trong quá trình thuyết phục, sự xuất hiện lực cản là một chuyện rất bình thường. Mọi người không mua hàng của những nhân viên bán hàng, nguyên nhân quan trọng chính là họ không thích những người đó. Trong tình huống đối phương không thích bạn, bạn vẫn có thể xây dựng tình cảm thân thiết với họ. Bạn có thể thông qua một số phương thức phi ngôn ngữ để biểu đạt. Ngoài ra, phương pháp tốt nhất để đối phương tín nhiệm bạn chính là bản thân bạn phải có lời nói đi đôi với việc làm,
đối đãi với đối phương bằng lòng chân thành chính là phương pháp tốt để lấy được lòng tin. Trong quá trình nói chuyện, nhìn từ tâm lý của một người bình thường, những lời nói chướng tai thường khiến người khác cảm thấy phản cảm. Xuất phát từ hiệu quả, áp dụng cách thuyết phục thuận tai, đón ý sở thích của người khác, khiến đối phương chấp nhận lời khuyên mà không phải nghĩ ngợi gì, đó mới chính là thuật thuyết phục cao. Có một tổng biên tập nổi tiếng vì biệt tài mời những doanh nhân bận rộn viết bài cho tạp chí của mình. Đối với những lời khước từ như "bây giờ tôi rất bận, e rằng không giúp được", ông có cách ứng phó rất hữu hiệu. "Đương nhiên tôi biết anh bận, nhưng chính vì anh là một người bận rộn nên tôi mới mời anh viết bài trên tạp chí của chúng tôi. Đối với những người không có việc gì để làm, tôi lại không dám mong đợi sẽ có những tác phẩm hay." Có một số người rất nhanh chóng chiếm được cảm tình của người khác, cho dù chỉ mới lần đầu gặp mặt. Lý do không phải vì họ có tài giao tiếp xuất chúng, mà nhiều khi cũng chỉ bởi họ biết cách dùng nụ cười để làm vui lòng người khác. Để thực sự khiến người khác cảm động, cách thuyết phục tốt nhất là mỉm cười với họ. Tục ngữ có câu, đôi mắt là cửa sổ tâm hồn. Chỉ cần trong khóe mắt lộ ra nụ cười vui vẻ, thì không những có thể loại bỏ những vật cản mà đối phương dựng lên, mà ngay cả trong lòng của đối phương cũng bị cảm hóa, từ đó sẽ xuất hiện tiếng nói chung. Đặc biệt nụ cười cởi mở sẽ khiến đối phương đồng cảm với bạn, giúp bạn nắm bắt được nội tâm của đối phương, từ đó có thể điều chỉnh quan hệ trước mắt, tạo cơ sở cho việc xây dựng mối quan hệ tin cậy, hữu nghị, nồng hậu sau này. Có những khi cách nói chuyện của người lãnh đạo làm cho nhân viên cấp dưới cảm thấy không hài lòng. Đây là một trong những nguyên nhân tạo ra sự mâu thuẫn giữa lãnh đạo và nhân viên. Vì vậy, người lãnh đạo cần hết sức chú ý điều này. Người lãnh đạo không nên chỉ nhìn vào tình hình công việc và thành tích đạt được của nhân viên cấp dưới, mà còn phải thấu hiểu những tâm tư, nguyện vọng của họ. Người lãnh đạo có thể rút ngắn khoảng cách giữa mình với nhân viên bằng cách thường xuyên khuyến khích, cổ vũ nhân viên tích cực làm việc. Mục đích thuyết phục nhân viên của người lãnh đạo là muốn làm cho nhân viên đó cùng đi theo con đường của mình. Nếu tự cho rằng chỉ cần có đủ lý lẽ là được thì vẫn chưa ổn. Còn cần phải nắm bắt được đặc điểm tâm lý của đối phương, làm cho đối phương can tâm tình nguyện nghe theo bạn. Việc đặt mình vào hoàn cảnh của đối phương chính là việc giúp đối phương phân tích tình hình, cân nhắc những điều thiệt hơn, được mất, giảng giải cái lợi và cái hại, làm cho người đó đồng tình với quan điểm, ý kiến của bạn. Người thuyết phục cần đặt mình vào vị trí của đối phương, suy nghĩ về lợi ích của người đó, thật tâm thay người ta tính toán, sau đó giải thích rõ ràng, như vậy mới dễ dàng thuyết phục được đối phương. Trong nhu có cương, nghĩa là bên ngoài mềm mỏng nhưng trong lòng cứng rắn. Nhu có nghĩa là khi nói chuyện thì ngữ khí, thái độ đều ôn hòa. Cương có nghĩa trong lòng phải giữ được sự cứng rắn. Sử dụng phương pháp trong nhu có cương này cần chú ý tránh trạng thái cực đoan của cả hai bên. Không được quá mềm dẻo làm đối phương cảm thấy bạn yếu thế, nhu nhược. Cũng không được hùng hổ, hăm dọa làm đối phương thấy bạn như được đà lấn tới. Thái độ tốt nhất là không tự ti, cũng không kiêu ngạo, không vội vàng, không hấp tấp, chu đáo và lịch sự. Thuyết phục bằng phép phản chứng là không trực tiếp bác bỏ quan điểm sai lầm của đối phương, mà trước tiên hãy giả sử quan điểm đó là đúng. Sau đó dùng cách phân tích, lập luận để đưa đến một kết luận mà đối phương không thể không thừa nhận là sai lầm. Trong cuốn sử ký Hoạt Kê Liệt Truyện, tuyển tập những câu chuyện cười có ghi lại câu chuyện như sau. Chu Trang Vương rất yêu quý một con ngựa, thường ngày cho nó mặc toàn lụa là gấm vóc, ăn đủ thứ cao lương mỹ vị. Kết quả con ngựa trở nên rất béo, cuối cùng bị chết. Chu Trang Vương vô cùng đau xót, định làm tang cho con ngựa. Triều thần khuyên can, Trang Vương đều không nghe, còn nổi giận. Ưu Mãnh biết chuyện, liền vào cung gặp Trang Vương nói, đây là con ngựa mà đại vương yêu quý nhất. Theo thần thì đại vương nên làm lễ tang cho con ngựa theo nghi thức dành cho quốc vương. Trang Vương liền nói, vậy nên làm thế nào? Ưu Mãnh đáp, nên cho ngựa vào quan tài chạm ngọc, quách làm bằng gỗ khắc, trưng dụng đất của dân, cho quân đào huyệt xây mộ cẩn thận. Khi đưa tang, xếp sứ giả nước Tề, nước Triệu đi trước hay uống thuốc không? Không, tôi thường vứt thuốc đi, bởi vì tôi cũng muốn sống tiếp. Trong không khí sôi nổi như vậy, khán giả sẽ không thể mệt mỏi hay buồn ngủ được. Còn người dẫn chương trình và cách pha trò dí dỏm của anh ta thì thật xuất sắc. Người lãnh đạo khi đàm phán, trao đổi muốn dùng hài hước để tạo không khí thì cần chú ý rằng chỉ cần sơ suất sẽ khiến cho hài hước trở thành lời châm biếm, đả kích.
Để bồi dưỡng khiếu hài hước, bạn cần tăng cường kiến thức và cách biểu đạt khác nhau, vun đắp thêm tinh thần lạc quan và thái độ nhiệt tình, tin yêu trong cuộc sống, bồi dưỡng và nâng cao năng lực của bản thân, đặc biệt là việc nhìn nhận vấn đề dưới nhiều góc độ. Ngoài ra, cần chú ý góp nhặt những câu chuyện cười, những điều hài hước trong cuộc sống làm vốn riêng của mình. Sự hài hước không phải là thứ mà con người từ khi sinh ra đã có. Nó là sự kết tinh của trí thông minh, khả năng sáng tạo và độ nhạy cảm. Chúng ta ai cũng thích nghe những câu chuyện hài hước vì nó mang lại tiếng cười, tăng thêm sự sảng khoái cho cuộc sống. Tuy nhiên, kể chuyện cười không phải là cách giao tiếp thông thường, nó có những điều cấm kỵ riêng. Không lặp lại nhiều lần một trò hài hước. Kể chuyện cười không nên miễn cưỡng. Tránh nói những câu khẳng định trước khi kể chuyện. Ví dụ như, đây là một câu chuyện vô cùng thú vị, hài hước, chắc chắn mọi người sẽ cảm thấy buồn cười ngay. Không nên cười trước, không nên kể những câu chuyện châm biếm. Dùng cách nói hài hước để khen ngợi người khác chính là biết cách tạo niềm vui nhỏ trong niềm vui lớn. Nghe nói, Napoleon khi xem opera trong rạp và nhìn thấy nhạc sĩ nổi tiếng Rossini đang ngồi ở một ghế khác, liền yêu cầu người phục vụ mời ông ta đến. Rossini vội vàng đến bên ghế của Napoleon và quỳ xuống tạ lỗi. Thưa Đức Vua, thần không vận lễ phục đến gặp ngài, thần thật bất kính. Napoleon liền đáp lại bằng một câu nói khiến hết thảy mọi người đều kinh ngạc. Người bạn của tôi, giữa những ông vua với nhau, đâu có tồn tại lễ nghĩa. Cũng từ đó về sau mà Rossini được gọi là ông vua âm nhạc. Con người luôn có một phần tâm hồn vui vẻ, đó là một bài thuốc từ thuở lọt lòng có thể chữa được nhiều chứng bệnh tâm lý. Có rất nhiều hình thức hài hước như chào phúng, nói bóng nói gió, dâu ông nọ cắm cằm bà kia, chơi chữ. Nếu vận dụng đúng lúc sẽ có tác dụng kỳ diệu. Một vị diễn giả khi nói đến tác hại của việc uống rượu không kìm được liền hét lớn. Tôi nghĩ việc nên làm nhất là hãy đổ hết rượu xuống đáy đại dương. Có người nghe vậy liền nói, tôi đồng ý. Người diễn giả này càng kích động hơn. Vâng, rất hoan nghênh ông. Tôi nghĩ ông là một vị học giả rất giàu tinh thần hy sinh. Xin hỏi hiện nay ông đang làm gì? Tôi là thợ lặn biển. Đối thoại, để việc giao lưu trở nên thông suốt. Khi giao tiếp với mọi người, nếu bạn dám thừa nhận những khuyết điểm, những điều mình không biết, thì sẽ khiến cho đối phương có ấn tượng sâu sắc về bạn, tăng thêm sự tin tưởng đối với bạn. Đương nhiên, cũng không nên nói ra hết thảy những khuyết điểm của bản thân, vì như vậy sẽ không có hiệu quả tốt và sẽ làm xấu đi hình tượng của bạn. Muốn cải thiện được hình ảnh của mình, đầu tiên bạn cần nhìn nhận đúng đắn về bản thân, nghiêm túc đánh giá và nỗ lực tìm các biện pháp để cải thiện, đồng thời cần biết xin những lời khuyên thích hợp. Ấn tượng đầu tiên luôn là những gì tươi mới và sâu sắc nhất, nên ấn tượng đó tốt hay xấu sẽ liên quan trực tiếp và chi phối đến quá trình giao tiếp. Muốn đối phương có được những ấn tượng đầu tiên tốt đẹp thì cần chú ý đến diện mạo và cử chỉ của mình khi giao tiếp. Trong giao tiếp, cử chỉ lịch sự, nho nhã sẽ có tác dụng thúc đẩy cuộc chuyện trò. Nếu cử chỉ không phù hợp, thiếu văn hóa sẽ ảnh hưởng đến việc tạo dựng hình tượng bản thân, đồng thời cũng khiến cho đối phương trở nên không vui, gây bất lợi cho cuộc giao tiếp. Trong lần giao tiếp với ai đó, trước tiên cần chú ý cử chỉ cần tự nhiên, thoải mái. Vẻ tự nhiên chính là biểu hiện của sự tự tin trong con người bạn. Hành động tự nhiên, động tác thoải mái sẽ khiến cho đối phương có ấn tượng về sự thẳng thắn, lạc quan, vui vẻ và có cảm giác muốn được tiếp tục trò chuyện cùng bạn. Muốn đối phương cảm thấy bạn là người quan trọng, bạn có thể áp dụng 4 cách sau. Thứ nhất là một người biết lắng nghe. Thái độ toàn tâm lắng nghe người khác nói chuyện chính là cách thể hiện rõ ràng bạn đang dành sự ngợi khen ở họ. Đây là cách khen ngợi ngầm khiến đối phương cảm thấy mình rất quan trọng. Thứ hai, hãy nói về những vấn đề mà đối phương có cảm hứng. Đối với những người lãnh đạo, chủ đề tốt nhất là nhắc đến những thành tích của họ. Đối với thanh niên thì có thể nói đến việc lập nghiệp. Thứ ba, hãy thể hiện sự nhiệt tình.